Hello anh em. Mỗi ngày cũng như mọi ngày, mình vừa tan ca xong, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái hành trình của anh em tôi đi hớt tóc ra sao nha. Vô siêu thị đi. Một ngày cũng như mỗi ngày, cho dù bận rộn tôi vẫn đăng vlog cho các bạn xem. Thôi mình đi nha. Và bây giờ mình đang đi dạo một vòng siêu thị coi có mua gì để ăn không. Còn dắt này nhân viên hớt tóc nghỉ giải lao rồi chưa có hớt. Thôi bây giờ bắt số trước đi. Lấy tiền. Để một hồi người ta lại có số nhiều à. Đó, có số này. Hướng dẫn cho các bạn coi nha. Đây là cái máy để tiền vô. Cầm thấy cái góc nó đàng hoàng. Lúc kia à? Ừ, lúc kia đó. Lúc đường nào cũng được chứ gì. Lúc kia bị đứng, bị đó đó. Ở. Sâu vô, rút sâu vô. Hồi 6 giờ. Nó chưa có mở, 6:40. 6:40 nhân viên nó mới lại, nó mới mở cái máy lên các bạn. Ở đây bán cũng như siêu thị ở bên Việt Nam thôi, nhưng mà thức ăn nó phong phú, hơi đắt hơn. Tính ra giá tiền đắt hơn à. Không thiếu gì chứ đúng không? Nước uống các thứ, sữa. Đồ Việt Nam thì mình đi quán Việt Nam mua. Dép nè, dép các thứ nè, dép đi làm nè. Định mua cái gì đây quên mất tiêu. Không thiếu gì trên các bạn. Mình thích nhất là đi siêu thị điện máy, mình xem đồ điện tử. Đó, cần thiết là mình mua đồ điện tử dùng. Mọi hồi qua chợ rồi còn thịt cá tươi sống vậy không, rồi mua về còn không mấy, ngày mai ha đi mua luôn cũng được. Mua nay ăn đỡ. Nhưng mà mình tan ca rồi mà còn vào sớm ha. Lại đi chưa được 6 giờ nữa. Giới thiệu cho mọi người xem cái chỗ này nè, ở đây nó bán như vậy nè. Nó bán cái chỗ mà vô đây nó bọc sẵn trơn về ra đây là đấy. Cái này là lẩu nè các bạn. Đó, lẩu tôm. Lẩu bò. Đó, lẩu bò các thứ đây. Là mình mua về có gia vị sẵn luôn, mình mua về mình nấu nước là mình thả vô mình ăn rồi. Đây nè. Đó, đây là lẩu heo. Nhưng mà lao động qua đây mua là ăn liền. Mua là đem về bắt nước sôi lên là thả gia vị vô. Đó, làm sẵn trơn thấy không? Châm khoai ra nè.
Mỗi một hộp như là 100 khoai. Tính ra tiền Việt Nam mình 74 ngàn nha các bạn. 75 rồi. 75 rồi hả? Lên giá hả? Quân bình là 74 đi, tùy theo đại tệ lên xuống. Còn ở đây thì các thứ xúc xích, đặc xưởng, cá viên chiên gì có đầy đủ hết. Đó là sốt á, sốt thứ sốt mayonnaise bên mình á, đây đây đây. Trộn trộn vô rau cải xà lách. Coi tới giờ chưa lại hết cốc rồi. Hôm nay tiện có một cái gì đó, muốn ăn lẩu con gì mà những cái thanh niên mà không biết nấu biết nướng đó thì vô đây mua là về nấu thôi, có gia vị sẵn. Trái cây các loại. Cái người Đài bên đây là thích ăn nấm nha, các món ăn gì ta nấu lẩu nấu canh gì để nấm ra, nấm mà ta thấy protein nó nhiều. Rau mùa này cũng mắc à. Bắt đầu bỏ thẻ vô có số thứ tự rồi đó. Rồi vô ngồi đợi. Bluetooth mode. Hay. FM mode. FM à. Nhạc nữa. Đây dán này đang đợi đi, nãy giờ nhân viên hết tốc đi ăn, cái này tới lượt anh mình đây. Hai bố quay chàng á, hai bố chàng à, chén toàn, 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 chén toàn. À, nhân viên nhưng nó khó quá, anh không cho quay, không cho chụp hình. Thì mình đợi chút xíu đây anh, mình hết tóc xong rồi mình đi ăn cơm. Ăn bên ngoài, không có ở nhà nấu nữa. Hồi nãy cũng có một bạn Việt Nam ở trong đó cũng đợi tới giờ hết tóc các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy cái đời này đi làm đi làm không có làm dò các bạn. Mấy ngày nay á, bên cảnh sát á, người ta truy lùng bắt những người mà bất hợp pháp với mấy người mà lao động sang đây để kiếm việc làm thêm bên ngoài á, các bạn. Bây giờ dân nó phản ảnh quá, nói là người dân nước khác á, là Đài Loan, Philippines hoặc Thái Lan, rồi Việt Nam rồi đó qua làm bên Đài Loan này làm cũng như cái công việc á, mình kiếm thêm nhiều quá thành ra cái người dân bên đây nó phản ảnh nè. Lao động qua đây mà các nước lao động qua đây làm với cái giá mềm hơn người dân Đài Loan đây, người ta mướn thấp giá hơn người dân của cái bản địa đây thì thành ra người ta phản ảnh. Còn cái quy định cái luật pháp của Đài Loan bên đây rất là càng ngày càng nghiêm ngặt. Lúc trước qua đây là dân lao động bên đây chạy xe đạp điện đó, rồi mũ bảo hiểm thì vẫn cái lực là đưa ra cả thế giới xe đạp điện cũng vẫn đội mũ bảo hiểm, nhưng mà lúc trước thì nó dễ, sau này bây giờ nó ra tự quy định từ 1 tháng 9 vừa rồi đó thì tất cả các lao động hoặc là các cả công dân của Đài Loan luôn đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm luôn, phạt 300 đại tệ. Còn nếu như mà bị bắt lần hai hoặc 500 đại tệ. Người bạn ở gần đây của mình cũng bị phạt hết 300 đại tệ. Rồi tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại vào các bạn vào vlog tiếp theo.